ចុងក្រោយក៏ថ្មីៗនេះមានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ស្លន់ស្លោចូលពុកពលីចង់ចៅបីខាន់ពោសានជ័យក្រោយពីសាសួរទើបដឹងថាស្ត្រីរូបនោះបានរៀបការជាមួយប្តីអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយតែមិនបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេហើយមួយរយៈនេះដោយសារតែលោកប្តីដើរលេងល្បែងផឹកស៊ីដាច់យប់សោះអង្គើយក្នុងគ្រួសារលែងប្រដល់ភាពកក់ក្តៅដោយគ្រាដើមខ្លាយទៅជាបាក់បែករួមមេត្រីស្នេហារវាងប្តីប្រពន្ធនាងបន្តទីថាកន្លងមកធ្ល
đây nơi tay mình cai cầm nết hot đón kịp cọ cả đấy đón niên đỏ đá luôn nơi tì tì nỉ ở đây nơi ai phum chấm cả ở lạc pí sang cắt cả cả pí đi ai prop quân nơi ai phum chấm pu quân sang cắt chồng chồng bấy giờ hốt một đòn dục bẩn tụ màu tiệt khả nã đài niên chênh cài bẩn tục đây lùi chôl sổng ngom kìm phí rung chám con tài niên chôl bẩn tục lúc đây chạp cho tu là sạp hỏi kích từ bắt từ thua ai niên khăn cỏ rốt từ bắt đăng tiệt sạch trầy nốt có bán bẩn to tiệt hạ niên miên ả à dụ mà phầy mùi chân nắm chia ca mạc ca là ni rung chạc sạch nơi tiệt chúl phun chùm phù vốn xong cắt chồng chạc bấy khăn tô sàn chảy miền sông cầm nát ai khai bắt đồng bọn chồng này ai bắt đấy trơ ban niên bạp thả miền chung mốt hiếp sông thiệt tràng ả à dụ xam sông phì chân nắm khâm biên một cổ bó bà chà bón rốt nữ xong ngóm nơi tiệt mà đai ai phun chồng ca ở lắc pi sang cắt ca ca pi khăn bồ sạch cháy miên côn mà đẹp hải dụ pi chân nằm bọn tôi pi ca ở đường ní hai nè rí kháng lử bàn trầm tay sợ thực nế đòi xa tay bỏ rõ chìa bà đầy mình khóa mình áp ứ lơ rụng niềng lái bàn trầm tay để dùng thực nế tại rồi cùng hội không được biết bị đàm mình xong đúng số người ta khẳng thể bị tốt đọc trong channel YouTube rồi bỏ dựng hiệu phóng xong không lấy chú chú subscribe của đôi chí phô lộp hình mà nè mùi tầm bây tự tù bán bị tốt mấy chị tràn tiền xong bỏ con xong chìm điểm đi.